châu bò mà lâu hoài, là người đâu chứ phải châu bò mà lâu hoài, là người đâu chứ phải châu bò mà lâu hoài. Trời ơi, là con người chứ đâu phải châu bò mà lâu hoài. Ủa, sao có một câu tôi hát hoài trời, ai nhìn thấy nó phô phô. Ây da, lao từ nãy giờ thấy thấy chưa, vợ tôi chưa về nữa trời, biết đang làm cái gì nữa thì chết tôi. Trời, khóa máy luôn, khổ ghê. Ủa Mai hả Mai? Ừ anh nè, chồng của Huệ nè. Ừ em có đi với Huệ không vậy? Không hả? Chứ đi với ai? À Lan Đào Cúc Trúc hả? Nguyên một vườn hoa luôn mà không có Huệ trong đó hả? Thôi được, cũng được, không sao đâu, thôi đừng kể nữa nha. À, là một xíu nữa có lỡ mà có may mắn em gặp được Huệ, nhắn Huệ là chồng cô ấy đang ở nhà mong mỏi chờ tin nha. Ừ cảm ơn em. Ừ vậy nha. Ừ chà, không biết đi đâu nữa. Đồ đạc xong cô chỉ gấp lại được. Thôi gọt xài thôi. Vợ yêu về rồi, vợ yêu có cái mà ăn. Vô đây. Trời ơi, vợ tôi về mà vợ tôi đi tướng sang quá thiệt. Đi ngang ngang. Dạ. Ủa? Về. Giờ đi nhậu về hả? Thế rồi còn hỏi. À. Nghe mùi không? Nghe hết rồi. Khổ quá. Ủa, mà vợ đi sao vợ khóa máy luôn hả vậy? Thì không thích mở máy. Vậy hả? Giờ đi nhậu với ai vậy? Hỏi nhiều quá. Đi nhậu thì đi nhậu với bạn chứ không lẽ đi nhậu một mình. Thì biết giờ hồi đi nhậu với bạn chứ ai mà nhậu một mình bao giờ đâu. Nhưng mà ý nó là đi nhậu với ai để tôi biết tôi rồi sau tôi gọi điện thoại đó mà. Nè, nghi ngờ tôi đúng không? Nghi ngờ là tôi đi nhậu với một người đàn ông nào đó đúng không? Trời ơi. Tôi nói cho anh nghe, tôi là một người phụ nữ đoan chính. Tôi đi nhậu như những đứa bạn thân của tôi. Tôi đi nhậu với con Mai, con Đào, con Cúc, con Trúc, con Lan. Được chưa? Không tin thì gọi điện thoại cho nó hỏi nó đi. Tôi gọi rồi, nó không đi với mình. À, anh không tin tưởng tôi chứ gì? Không có. Anh không tin tưởng tôi cho nên anh mới gọi điện thoại anh theo dõi, anh kiểm tra tôi chứ không, gì? Không phải. Đúng không? Không phải. Tại vì hồi nãy gọi điện thoại cho mình mà mình khóa máy, anh lo là mình không biết có đi đường có bị như tai nạn giao thông gì hay không mà. Im đi, đừng có ngụy biện. Nè, bây giờ nè, nói rõ ràng với nhau trắng đen đi. Cảm thấy mà không tin tưởng nhau thì ly dị nha. Chứ ở chung với nhau mà không tin tưởng nhau, nghi ngờ nhau như vậy là không có hạnh phúc. Trời ơi trời, Cao Xanh ơi trời, anh có bao giờ anh có ý đồ, không có ý đồ ly dị hết trơn á. Rõ ràng là trong lời nói của anh là anh muốn ly dị tôi. Không phải. Anh không tin tưởng tôi, tức là anh muốn ly dị tôi. Không phải, anh lo lắng cho mình, anh sợ là mình đi đường rồi say xỉn rồi đi xe nó cọ nó quẹt nó té xuống xe sau nó cán lên chết, hiểu không? Tôi xỉn hồi nào mà xỉn? Không hề xỉn. Ôi trời ơi, đúng rồi, mình đâu hề xỉn, mình tỉnh quéo quéo. Xỉn lắm, tỉnh lắm. Đi vô đây, vô đây. Ủa mình ơi, cái gì sao cái đôi giày mình đẹp quá vậy, cái vỏ nữa là nãy giờ mình để ý luôn á. Nó nghe là đâu phải con nít lên 3 tuổi đâu mà sao cái gì cũng hỏi hết vậy. Giày đẹp vỏ đẹp thì đi ra ngoài đường mua đồ mới về thì nó đẹp. Mà tiền đâu mình mua vậy? Tiền hả? À tiền
chút xíu. Thì của tôi, mỗi cái là của tôi mua. Anh không mua được cho tôi thì tôi phải tự lo cho cuộc sống của tôi thôi. Tiền chung số. Nghi ngờ đúng không? Không có. Nghi ngờ tôi nè. Tôi nói tiền của tôi mà anh không tin. Anh nghi ngờ tôi như vậy thì ly dị đi. Trời ơi là trời, tôi có nghi ngờ vậy đâu trời. Tôi chết thật tấm, tôi hỏi đó mà. Sao có mỗi lần mở tiện miệng ra là ly dị? Thôi mình đi, đừng bớt giận nha. Chém giận, chém giận. Làm gì mà níu kéo hả? Tôi không có xỉn. Đúng tôi rồi. Tự đi vô được. Chánh ra. Đây, mình vô đi. Nè, không có xỉn. Trời, mình tỉnh quéo quéo luôn. Thôi mình ơi. Thôi giờ mình tỉnh quá đó, mình tỉnh queo à. Thôi mình uống miếng trà nè, nha. Uống miếng trà cho nó tỉnh nha. Rồi cái gì mình vô trong rồi mình nói chuyện tiếp nha. Mình uống đi. Ly dị đi. Ủa sao vậy? Đầu độc tôi. Trời ơi là trời, đâu có đè cái anh uống. Đầu độc. Anh uống là đâu có đầu độc mình đâu. Anh đấy uống thuốc giải độc trước rồi. Trời nguy ơi hiểm trời. Lắm. Ở trong cái nhà này nguy hiểm. Không, tôi thà luôn anh ấy mà. Muốn giết tôi á thì ly dị đi nha, chứ đừng có làm cái trò như vậy. Trời ơi sao cứ mở miệng là ly dị là anh không có muốn ly dị vậy trơn á. Anh thương mình hết lòng hết dạ luôn nè. Bằng chứng nè, ngay bây giờ luôn nè. Đi vô trong, mình vợ chồng mình ngủ ha, rồi kiếm đứa con nghe. Cái gì? Con hả? Kiếm con hả? Đúng rồi. Trời ơi, tiền không có mà xài mà đòi đẻ con. Tiền đâu mà nuôi? Hả? Tao nói là trời xanh voi xanh cỏ mà. Là tính đẻ nó ra cho nó ăn cỏ hả? Không phải, con bà tao nói vậy thôi chứ đâu phải là tôi muốn nói vậy. Im đâu mình. Anh nhìn đi, anh nhìn cái nhà này nó có giống cái nhà không hả? Hay là nó giống như cái ổ chuột? Nè, nhà mà đi chừng 3 bước rồi. 3 bước là hết cái nhà rồi. Nhà không có ở nữa, tiền không có xài mà lấy đâu ra đẻ con. Thôi mà dù sao mình cũng kiếm một đứa con để nó giỏi tông đường. Mình giờ ha. Muốn đẻ con đúng không? Tỷ. Đưa 1 tỷ đây. Giờ đẻ con cho. Tôi đâu có ở không, tôi đi đẻ con không cho anh vậy. Hả? Trời, nhưng mà mình là vợ chồng mà mình. Chứ bây giờ mà tự nhiên hai đứa là vợ chồng với nhau mà vợ tự nhiên bây giờ tiện có đứa con phải kiếm 1 tỷ. Mỏi đâu ra. Không có con cái gì ở đây hết trơn hả trời. Mệt lắm đấy không? Bực bội lắm. Tiền không có mà xài nữa mà mày đặt để con. Mình ghê. Nè, tối nay vẫn như thường lệ, anh vẫn ngủ ở ngoài đây và tôi ngủ ở trong kia. Ủa? Lén phén mà tới gõ cửa một cái là biết nghe không? Nghe không? Thôi mình ơi, bây giờ nè, mình anh ta chuẩn bị đi làm rồi. Mình còn có nửa tiếng à. Mình tranh thủ kiếm baby nha. Đi làm gì? Anh làm gì? Anh đi công tác á, 3 ngày sau mới về lận. Đi. Vậy lo đi đi. Nha. Lo đi đi. Đi công tác 3 ngày đi. Nhớ. Công tác 3 ngày. Lo đi làm đi. Con ca ý đây. Trời ơi là trời. Vợ của tôi đây sao? Ai. Cha mẹ ơi. Đành có lỗi với cha mẹ vậy. Ok. Dạ, dạ, anh đi làm nè, có chừng cửa nẻo nha. Hắn đi làm rồi, đi 3 ngày lận. Anh qua đây với em liền đi. Nhức đầu quá đi à. Trời ơi, tôi hoang hoang. Cho tôi về trần gian đi, tôi không ở đây. Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà rần rần hả? Dạ. Ủa cái giông này chơi thuốc lắc hả?
Dạ. Cái ả này nè, cứ rì rì suốt ngày à. Ồn ào quá chúng tôi chịu không có nổi. Xin ngài có biện pháp nào giải quyết cái ả này dùng ra. Dạ, giải quyết nhanh đi không chúng tôi chết trên trước ả luôn đó. À, nghe hỏi nè. Dạ. Chú Ngục đâu? Dạ, chú Ngục đi kinh lý cái tầng thứ 19 rồi. Dạ, dạ phải. Tầng thứ 19 làm gì phải kinh lý? Dạ, tại tầng đó mới xây á. Dạ. Cái mọi việc nó còn lộn xộn lắm, chưa có nghiệm thu gì hết à. Ta còn nghe báo cáo là lúng chút đỉnh ta mà. Dạ, đúng rồi. Vậy là cái lúc mà đục khoét cái tầng thứ 19 á, tụi nó có chấm mốt gì đây? Vậy là chú Ngục xuống dưới kiểm tra kỳ này chắc lòi ra cũng mớ. Dạ. Tưởng ông rảnh qua rủ ông đánh cờ. Dạ. Ai có về tới đây nha. Chuyện gì mà ngươi la ó ôm sờm vậy? Quang ức, quang ức, quang ức, quang bờ. À, tưởng ai xa lạ chứ cái thị này thì ta biết rồi. Ôi, này biết ta hả? Vậy chứ ngươi có biết ta không? Ê, vô. Thôi, không sao. Cứ cho đi ra thoải mái đi. Dù bước ra khỏi cái song sắt này có trở gì trển được không? Đúng rồi. Ra đây chơi nói chuyện cho thân mật rồi nói xong chui vô lại. Mất mát gì đâu. Đúng âm ti mà. Mình mấy giây, tiền bạc không có làm sao mà qua được cầu Nệ Hà. Đúng rồi. Sao, muốn nói gì? Nói ta nghe coi. Ta nhìn ngươi... nhìn cái mặt như vậy, dung mạo như vậy, chắc chắn không phải là Diêm Vương rồi. Ôi, sao tôi biết đây vậy? Chứ còn gì nữa. Trời ơi, Diêm Vương trong sách người ta tả là dung mạo phốt phát, cao to. Đúng rồi. Mặt nó... Dung mạo của Diêm Vương đâu phải phốt phát. Nói gì mà có chất hóa học ở trong nữa hả? À. Không, tức là cao to bự á, chứ không phải mà có chút nỉ như ông đâu. Phương Phi. À, Phương Phi. Ờ, như phốt phát. Phương Phi. Diêm Vương là Phương Phi, cao to, gương mặt phúc hậu, chứ không phải là nhỏ chiếu như ông đâu. Trời, bà gan quá ha. Đừng có hổn nha. Ổng mà bà phán như là cái cây kẹo mút vậy đó. Đúng rồi, nhìn ổng cái đô này sao mà thành Diêm Vương được. Cái ta cỡ gì? Đứng im cho người ta coi, người ta mới phán được. Nó có dông là sao dạng dữ rồi trời. À, cái tướng như vậy nè, mặt như vậy nè, chú Ngục phải không? Vậy nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà nói ta là chú Ngục? Chú Ngục là biểu tượng của sự ngu xấu. Ai vậy mà ngu hả? Xin lỗi nha. Ta lên chút đỉnh đi, lúc đó ta mới có cảm tình mà giải quyết một số việc phía sau của nhà ngươi. Dông đừng đoán nữa dông ha. Dông đoán ra dám tôi á là bạn bè chị em với bà Diêm Hậu luôn. Trời. Vậy không phải Diêm Vương, không phải chú Ngục gì chứ lại gì? Lại gì? Không lẽ Phan Quang? Cái mặt gì mà Phan Quang gì? Nói đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Mặt đắc lực của Diêm Vương Địa Phủ. Trời ơi, người ơi, con có mắt như là không có chồng thì ra người là phán quan. Đích thực là ta. Này, cái dòng này dạng quá ha, chụp hoài ha. Muốn gì đây phán quan? Nói nghe nè, người là phán quan, người giữ cái sổ sanh tử á, người gạch cái tên của em ra đi, người cho em đi về trần gian đi. Xong rồi đi. Bà gan quá hả? Nghe ta nói nè, người muốn gạch tên ngươi ra khỏi sổ sanh tử hả? Dạ. Dù ta có gạch 10 lần ngươi trở về trển cũng không được đâu. Sao vậy? Ở trển trước khi ngươi xuống đây bấy thầy hết trơn hết rồi, nó đâm tựa lưa hết về trển sao mà vô được. Đúng rồi đó. Trời ơi, nó đâm bấy bá luôn. Là trang điểm dữ lắm rồi mới gọn gàng được vậy nè. Bởi vì vậy tài le hết luôn á. Cho nên cái chuyện mà gạch tên ngươi ra khỏi sổ sanh tử là không được rồi. Hôm nay xuống đây chắc xuống tới tầng thứ 8 rồi.
Rồi quỷ dạ so nó mới giá lại thẩm mỹ mới coi mới được, có phải không? Dạ đúng rồi, có đi làm sơ sơ rồi đó. Ừ. Nó nghe nè, bây giờ mình làm xong mình đẹp rồi đó, cái cho lên chển lại đi. Đẹp cũng lên được, người đứng xê xê ra. Nam nữ thọ thọ bất thân. Kỳ kỳ cái gì? Tính cua ta hả? Cua đâu mà cua, người ta đụng chút xíu. Lôi ra đây. Ra. Bà đi ra đây. Đây. Dạ. Bà đi vô lại trong đây, bà muốn nói gì thì từ trong đây bà nói ra được chưa? Nha. Thôi đứng kia. Thôi. Nè. Cái dâm huệ kia. Dạ, có huệ. Nghe ta nói nè. Dù ngươi được giá mai lại các vết thương bằng các loại chỉ, không để lại thẹo. Dạ. Ngươi cũng không bao giờ đạt được ý muốn là trở về trần gian đâu. Sao vậy? Tội này phải xử chứ. Tưởng tao không biết là ngươi ở tỉnh làm cái gì à? Tao có làm cái gì đâu, trời ơi, người ta đã nói ngay từ đầu là người ta quan quá mà. Quan hả? Dạ. Vì ngươi bao nhiêu chuyện rắc rối ở trần gian xảy ra, vì ngươi mà có người phải nhận án quan. 8 nhát dao, mấy cú đập đầu và 2-3 cú đá làm cho thay thể ngươi xuống đây. Nếu mà không có quỷ dạ so sắp xếp lại, giờ thì ta chưa chắc nhìn ngươi ra là cái tên Huệ ở trần gian nữa kìa. Phán quan ơi, em nói cho ngài nghe nè, sau khi mà em được phẫu thuật thẩm mỹ ở dưới đây rồi á, thì em đẹp rồi, bây giờ cái ngài xóa tên em, ngài cho em lên lại trên trần gian. Sau khi em lên lại trần gian, em trang điểm em đẹp hơn nữa, thì lúc đó ngài đó ngài muốn cái gì em cũng chịu. Ê, ok, hùng lắm, hùng lắm, cha sầm sùng, cha này đi vô ngục, cha mình đi đây, đi vô. Chưa xong mà. Chưa xong cái gì mà chưa xong? Rồi, đi đâu? Cá khen cho cái dông này nó dạng thay thiệt. Ta nói cho ngươi biết, ta là người không bao giờ sa ngã trước cám dỗ. Sắc đẹp của ngươi à, chẳng nhầm nhò gì đâu. Ngày xưa bán quan này đã từng bị hoa hậu a hậu chết xuống đây mua chuộc cũng còn không được, nhưng điện ảnh minh tinh bàn bạc thừa lứa cũng không xong. Thề với lại diêm ngục này rồi, cuộc đời của bán quan này quyết trung thành nơi địa phủ, cánh tay đắc lực kế bên cạnh diêm chúa, đến lúc ta không còn tại chức, ta vẫn thề rằng bán quan này vẫn quyết lòng là trai tân. Dạ trời ơi, Diêm Vương với Diêm Hậu bữa nay á tươi dễ sợ luôn á, sáng rực luôn á. Dạ nhất là Diêm Vương. Dạ Diêm Vương cười tươi ghê luôn á. Dạ thưa Diêm Vương, à cái sớ mà thần tâu lên cho Diêm Vương đó, cái vụ án của Hoa Thị Huệ đó, Diêm Vương định xét xử như thế nào? Cái vụ đó ta có đọc qua rồi. Dạ. Vụ mà ông chồng mà đâm vợ 8 nhát nhau đó mà, phải không? Trời đất ơi, 8 nhát dao. À, dạ. 8 nhát dao. Ủa dạ. Sao Diêm Vương nay bị liếu lời vậy? Ta khen ta quá ta bắt cỡ. Diêm Vương mắc cười hay sao? Dạ rồi mà còn mắc cỡ gì nữa trời. Dạ rồi, mắc cỡ gì? Ai mà chẳng biết chồng ta già, cần phải nhấn mạnh gì không? Diêm xã, vụ án mà chồng đâm vợ 8 nhát dao hả? Đúng rồi. Dạ man quá vậy. Dạ 8 nhát dao. Dạ chứ không phải là 8 nhát nhau. Dạ. Dạ. Cái gì thì nó cũng có nguyên cớ của nó hết, thưa Diêm Hậu. Sao? Chút nữa vụ án này sẽ được xử ở đây. À, vậy chúng ta sẽ biết lý do gì sao xảy ra cái sự đó. Thôi đi, ta biết rồi. Ông là đàn ông nên binh đàn ông đúng không? Ông binh chồng của người mà bị nạn đúng không? Xin hỏi chúa Ngục là hung thủ đã đâm nạn nhân bằng loại dao gì? Dao phai, dao lam hay dao bào? Trời ơi, thắc mắc chi cái chuyện thừa thải đó không biết nữa hà. Bây giờ dao gì thì cũng là dao. Bây giờ thử đưa tôi con dao cắt bánh kem coi. Con dao cắt bánh kem làm bằng nhựa không? Tôi ngồi tôi cứa một ngày trời thì cái gì nó cũng đứt hết trơn trời à. Thôi ông ơi, ông cứa một năm tôi không có đứt nữa, dao nhựa mà sao đứt? Thử đi ông đưa cái gì của ông ra coi tôi có cứa đứt không biết. Ôi gì mà tôi điên hay sao tôi đưa cái gì của tôi ra cho ông cứa?
Rồi thôi đi. Biết là ông chồng không đâm vợ hả, bằng dao gì không? Dao gì? Trời ơi, con dao gọt xài. Hả? Đó, con dao gọt xài. Ông mới lấy, ông đâm bà vợ. Cái bà vợ chết. Cái ông lấy con dao gọt xài đó. Ông gọt xài cho vợ bé ông ăn. Gọt xài xong đâm bà vợ, thấm máu xong gọt tiếp cái xài cho con vợ bé ăn. Không có thấm máu, chui máu rồi. Trời ơi, bảo đảm luôn nha, cái trái xài đã ăn chắc ngọt lắm á. Trời ơi, không dám ngọt đâu, cái xài đã ăn vô tanh rình thì có á. Dạ muôn tâu Diêm Đế, mình phải xử ngay vụ án này. Chứ không thôi thời gian kéo dài ra cái chợ chồm hổm này không biết chừng nào mới là tắt. Cho truyền Huệ Thị Quả vào đi nha. Dạ không, Hoa Thị Huệ chứ Huệ Thị Quả là cái gì trời. Tên người ta là Hoa Thị Huệ. Đúng rồi, cho truyền Huệ Thị Quả. Đây. Đây. Hoa. Hoa Thị Huệ. Lanh không. Biết là dâm phụ sao à? Trời đất ơi. Cái bà này là cái bà bị đâm tám nhát đó hả? Bà đâm tám nhát, bà băng bó cùng mình, bây giờ bà còn dẹo vậy đó hả? Trời ơi, Diêm Vương ơi, quan cho Huệ quá trời luôn á. Trời ơi. Quan chỗ nào? Quan ức dữ lắm. Thôi đi, thì ghét à. Sao ghét vợ? Cái tướng là nhìn là biết không đàng hoàng rồi còn kêu quan nữa. Trời ơi, cái tướng gì không đàng hoàng chỗ nào vậy trời? Chỗ nào cũng không đàng hoàng hết trơn á. Dạ thôi, trời ơi, con xuống tới đây rồi làm ơn cho con tấu đi. Được. Dạ con, trước khi con tấu con sẽ hát một bài. Được rồi. Bài hát của con như sau. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp ba ba. Đặng thầy đi. Thôi công nhận nó đọc hay dễ sợ luôn nha. Cái này nó đọc có chứ nó hát gì. Đâu, con chưa hát, cái đó thì đọc thiệt, bây giờ mới hát nè. Hồi nãy là đọc thơ. À, nãy đọc thơ, xin lỗi nha. Đúng rồi. Ta nói lỗi trước vậy đó. Đúng rồi, bây giờ mới hát nè. Đừng có nhảy vô họng người ta nữa nha. Hát nè. Giết người đi, giết người đi, giết người trong mộng. Quên thề, giết người đi, giết người đi, giết người quên tình nghĩa phu thê. Giết người đi, giết người đi. Ê, nói nghe. Dạ. Bà hát với bà đọc nó bằng nhau luôn á, bà tin không? Nói nghe nè, nhạc sĩ người ta viết cái bài nhạc này 800 nốt. Bà nghĩ sao bà gom vô bà hát còn có đúng một nốt vậy? Nói là như là bà có thù với âm nhạc hay sao á? Không phải. Cái điều đó là chứng tỏ một điều, em là một người rất là chung thủy. Sao chung thủy? Người ta viết quá trời nốt nhạc nhưng mà em chỉ chung thủy với một nốt thôi. Nốt gì? Nốt ngang. Bỏ tài. Tức là bây giờ bà hát bài nào là cũng ngang xè vậy đó hả? Dạ đúng rồi, bài nào cũng hát như một vậy đó. Làm ơn đừng hát nữa nha, nghiêm cấm đừng bao giờ có ý định nuôi mộng làm ca sĩ, nghe tội nghiệp khán giả lắm. Ủa vậy mà vợ vậy mà bật mặt ra mà nghe hát như tụng kinh sám hối vậy hả? Ê ê ê, ruột kìa bà. Ê, không phải nó bằng bó. Ủa vậy hả? Con mèo kia. Gì? Mi chửi ai đực mặt ra mà nghe. Hả? Diễm Dương với Hậu ngồi hóng mỏ lên mà nghe vậy nè, mà kêu đực mặt ra mà nghe. Trời đất ơi, ông gian quá. Trời ơi, bây giờ phạm nhân ra cái người xử người ta vô tới chỗ này rồi mà mấy người còn hợp chợ nữa hả? Khoan chợ, rã chợ. Khổ láo vừa phải nghe. Người ta hả họng nghe, người ta nghe mà dám nói là người ta ngóng mỏ ra nghe. Bực bội không? Dạ, cho nó cãi lộn xong chưa vợ? Xong rồi. Bây giờ hả, có chịu cho nghe phân trần không? Không ai hỏi gì hết trơn á. Người đứng dưới kia tên gì? Dạ, con là Hoa Thị Huệ. Gì? Hoa Thị Huệ. Trời ơi, cái gì mà nó ngậm cục kẹo trong họng nó, sao nó không nghe cái gì hết trơn trời à? Ơi, cha sanh mẹ đẻ ra con nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy rồi. Mày cứ biết nó là tên Huệ đi. Lý do gì mà xuống đây? Ôi, con bị giết đó. Kể ra sự tình đi. Trời ơi, nó giết con cái ghê. Nó đâm con bấy bá luôn. Trời ơi, đâm mấy nhát mà bà nói bấy bá? Trời ơi, đâm cả chục nhát luôn á. Có 8 nhát hả má ơi?
Trời ơi, bà nói lố quá à. Người ta đâm bằng cái 8 nhát, bà nói mấy chục nhát. Ở đâu ra? Đâm mấy chục nhát là bày nhầy rồi chứ không có gì, không còn nguyên thay vậy đâu bà. Đâm 5-8 nhát rồi đập đầu 2 lần là thành chục lần. Cái đâm với cái đập nó khác nhau, cái đạp nữa cũng khác nhau, hiểu không? Nó có đạp luôn á. Hả? Rồi bỏ tay. À, vậy là hồi nãy người hát giết người quên tình nghĩa phu thê. Dạ. Bội bạc gì đó là ngươi đó à? Trời ơi, thì ra là chồng của bà giết bà. Mà nói thiệt nha, không phải em ghét bà mà em nói chứ hả, bị chồng giết chắc cũng vừa lắm. Dạ. Nói nhiều quá mà. Em mà là chồng nhỏ này hả, không chỉ em đâm không đâu, em tách cơ nó ra luôn đó. Tách cơ sẽ tách được. Được. Mày cũng nói nhiều, sao không ai giết mày? Đâu? Sao mày giết rồi đó? Dạ, con nói nghe nè. Con không phải bị giết thì gì tại vì hả con như vậy đâu. Con là một người đàng hoàng tử tế hả, lúc nào cũng nghiêm trang nghiêm chỉnh, người thì mỏng manh yếu đuối. Mà chồng của con á là tại vì ảnh cứ nghe cái bài này nè, ảnh nghe ngày nghe đêm, sáng cũng nghe, trưa cũng nghe, tối cũng nghe, đi ngủ cũng nghe, đang ngủ ngồi dậy ảnh nghe, ảnh nghe rồi ảnh hát xong cái nó nhiễm vô trong đầu ảnh, rồi cái ảnh lôi con ra ảnh đâm con bấy bá luôn nè. Dạ. Nhưng mà nguyên nhân vì sao mà chồng nhà ngươi lấy con dao gọt xài đâm nhà ngươi 8 nhát? Dạ, con xin trình bày lại lý do tại sao mà chồng con đâm con. Mà con nói thiệt là con là một người không bao giờ gian dối nửa lời nửa câu đâu. Đúng rồi, không bao giờ gian dối nửa câu. Dạ. Ngươi toàn gian dối một câu không à? Dạ. Diêm Hậu kỳ quá, con không có gian dối thiệt mà. Kỳ thôi nào, khi nào tao tắm tao mới kỳ chứ. Trời ơi, sao cái chuyện tắm táp của mình cũng mang ra đây mà nói vậy? Tức mà, nó vô không mà sẽ phân trần chứ. Thì quậy. Dạ. Sai thì phải sai thật. Ở đây mà gian dối là mang thêm cái tội là gai mang. Tội đó thì bị cắt lưỡi dưới đây đó nghe chưa? Tội cắt lưỡi tầng thứ mấy chú Ngục? Số 8, đơn sơ. Một con số 8 đơn sơ. Cắt lưỡi là con không được hát nữa đó hả? Còn gì nữa? Nói con được, đừng nói hát. Con không có nói dối đâu. Dạ, chuyện xảy ra là như thế này. Ủa anh chồng em đi chưa? Anh ngồi đi. Chồng em đi rồi. Anh đi 3 ngày lận. Sao tự nhiên giờ này em gọi anh tới đây chi vậy? Anh thấy ngại quá. Thiệt ra là em có chuyện muốn nói riêng với anh, cho nên em mới kêu anh qua giờ này đó. Chồng em đối xử với em tệ lắm đúng không? Tại sao vậy? Tại sao em phải chịu đựng như vậy? Nếu biết vậy trước kia tại sao em không yêu anh? Thôi đừng nói nữa. Tụi mình có duyên nhưng không có nợ. Cái số của em nó như vậy rồi thì em phải chịu. Em kêu anh qua đây chỉ muốn nói với anh là mình đã chấm dứt hết tất cả mọi thứ. Không thể như vậy được. Em vẫn yêu anh lắm mà. Em nói dối. Em không yêu anh đâu. Em nói dối. Em yêu anh Dũng. Em còn yêu anh nhiều lắm. Bỏ hết đi. Đi với anh. Đi với anh. Hai đứa mình làm lại từ đầu. Ở đó chỉ có anh và em thôi. Anh sẽ lo lắng cho em được. Huệ, đi với anh đi. Hay tình gian thu dâm thù, võ cho kẻ gian thù dâm thu. Anh Dũng, anh hiểu lầm rồi anh Dũng. Hiểu lầm gì? Hiểu lầm mà tao biết mày là Đông Môn Khánh hả? Anh nói cái gì vậy? Tôi là Thiện Khánh chứ không phải là Đông Môn Khánh. Bước qua bên đây. Thiện Khánh hả? Thiện Khánh mà dở trò mà Đông Môn Khánh là sao? Giờ này giờ đêm khuya mày bước qua nhà người đàn bà nó có chồng để làm cái gì? Anh ơi, nói đi. Anh ơi, mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu. Không giống nghĩ anh, nó trước mặt sờ sờ như vậy, nó rõ rõ ràng ràng như vậy, không suy nghĩ sao được hả? À, mày là Đông Môn Khánh. Anh đừng nói như vậy. Anh đối xử với Huệ như vậy, Huệ đau khổ. Đối xử rồi cho sao? Nên Huệ muốn tìm tôi để tâm sự. Ngoài ra không có chuyện gì hết. Tâm sự
rồi thương cảm, rồi sau thương cảm nó có chuyện gì xảy ra, đúng không? Quá đáng như vậy. Còn mày nữa. Mày quá, mày lăng loạn, mày đổ chồng để phải người ta cứu ra sao? Anh Dũng, lăng ra. Bước tới một tay đi. Dám bước tới không? Mày bước tới tao đâm nhỏ này liền. Anh ơi, anh chạy đi. Không. Anh chạy đi. Không chạy. Anh Dũng, anh không thể nào làm như vậy. Anh làm như vậy, la lên á. Mày la lên đi. Mày la lên người ta tới người ta bên ai? Cứ đêm khuya đột nhập cho người mà nó có chồng, hả? Anh Dũng, không phải như anh nghĩ đâu anh Dũng. Tao nghĩ vậy rồi sao? Còn mày nữa. Anh trai, anh trai, nghe sao mà nó tình cảm như mùi bẩn quá vậy? Còn mày, anh Dũng, dám chạy. Mày chạy thử một bước đi. Tao đâm con nhỏ nó liền. Chạy. Chạy với tôi, con chạy. Anh chạy đi, anh cứ mặc em không sao đâu. Không, không thể vậy được anh Dũng. Anh Dũng, cái gì? Tôi lại anh Dũng. Anh muốn giết tôi là đừng có giết Huệ. Tôi lại anh Dũng. Được. Mày khỏi cần phải xin. Tao giết mày ngay bây giờ đây. Khỏi phải xin. Anh chạy đi. Huệ. Anh chạy đi. Tội quá, thương quá. Dạ, con cảm ơn ngài đã hiểu cho nỗi lòng của con. Nhiều người hiểu lắm chứ không phải mình ta. Dạ, con bày, cảm ơn. Một bầy hiểu là, trời ơi, mạng sống của một con người mình nỡ lòng nào kết liễu như vậy sao? Dạ. Trời ơi, như vậy là bắt quan người ta rồi. Còn gì nữa? Xử quan người ta, bắt quan người ta, giờ phải thả người ta ra chứ còn để đó làm gì? Dạ. Thôi thả đi, dạ, thả đi. Dạ, dạ. À, đúng rồi. Ai? Ai định thả? À. Ông này nè, ông trâu chưa? Khóc lóc rồi thả. Ông bây giờ ta mà dám thả à? Dạ đó, bây giờ thấy ông là bất chấp luôn á. Thả đi. Qua mặt kim đường của chúng ta. Dạ, không có qua. Phản quá. Có thần. Mở gương thần thám ra. Tôi biết. Trời ơi, người ta kể vậy là còn coi cái gì mày nữa? Mày đi ra ngoài coi con trâu xanh. Coi gương thần thám kìa. Mày coi gương thần thám này thì sự thật mọi người sẽ rõ. Nào, gương thần thám mở ra. Đi chưa? Trời ơi, đi rồi, đi rồi em mới kêu anh qua mà. Không. Đi 3 ngày lận, đừng có lo. 3 ngày lận. Ừ. Thấy kỳ quá. Bữa nay em xúi chồng em đi luôn đi. Cứ 3 ngày xong nghỉ, 3 ngày xong nghỉ, 3 ngày xong nghỉ. Cứ nào người ta làm luôn từng cho rồi. Anh làm như em không nói, giờ em đòi ly dị bao nhiêu lần luôn mà đâu có chịu. Em nhiều khi em không hiểu chồng em nó muốn gì ở em nữa. Chồng em nó lì quá. Ừ. Mà hỏi anh kỳ quá à. Mình chỉ có 3 ngày thôi, không lo tranh thủ thời gian. Mà hả, suốt ngày trách móc người ta hoài hả. Chị. Ôi, nhớ anh quá à. Anh cũng nhớ em chứ bộ. Em nghĩ sao nha. Thì có nhiều lúc anh buồn lắm. Ở nhà vậy đó, ôm con vợ mà cái đầu cứ nghĩ tới em không à. Em cũng vậy á. Em ở nhà mà trong đầu em cứ nghĩ đến anh thôi. Anh lúc nào cũng vậy á. Anh lúc nào cũng mong cho chồng em hả? Đi hoài, đến bên em hoài. Anh hay quá à. Hả? Chồng em đi hoài nhưng mà vợ anh đâu có đi hoài để anh đi qua đây đâu. Ghê á. Anh đã nói rồi. Em chờ anh ly dị vợ anh đi. Rồi anh đến với em. Không có tự nhiên. Cứ ngày tùm lum chuyện chứ. Làm sao mà được? Bây giờ đâu mà không được. Ôi,
Lúc đó là vợ anh nghi ngờ mình rồi, cho nên là em phải lấy đại ông cha này để lắp lắp vô cái sự nghi ngờ đó. Lắp gì? Ừ. Em chua quá à. Em khổ lắm. Khổ lắm đúng không? Đâu có sung sướng gì đâu. Sống với nhau mà không có yêu thương nhau. Em chỉ yêu anh thôi à. Trời ơi, tôi kém vậy, em sợ. Giờ mình làm giờ gì? Giờ sao nè? Giờ ở đây hay là trong kia? Hay là chỗ nào lạ lạ? Chắc là nóc nhà quá. Làm gì ghê không? Em giỡn chứ bộ. Ở đâu cũng được, miễn anh thích là được rồi. Dừng lại đi. Ai kêu? Nào ồn ào. Dạ. Sao vậy? Tại sao? Tại sao giờ lại đối xử với anh như vậy? Ủa sao? Anh mới là cái kẻ nói dối. Anh dối vợ hồi nào? Chứ có gì nữa. Tại sao anh nói anh đi 3 ngày anh mới về, mà anh mới vừa đi ra cái giờ anh đi về rồi? Đúng rồi, mày giả dối quá. Tại vì hồi nãy anh cứ lo cái chuyện mà có con này nọ quá, anh quên mất, anh quên giấy tờ cho nên anh phải về anh lấy liền. Còn anh nữa. Cái gì? Anh nghĩ sao? Sao sao? Đây là vợ của tôi, còn anh là người là chồng, đã có gia đình rồi, mà còn đi mèo mãi gà đồng với vợ tôi làm sao? Mày làm cái gì vậy mày? Mày bình tĩnh rồi. Tao nói cho mày biết nha. Vợ mày nó không yêu mày. Nó không có thương mày, nó không có quý mày. Mày hiểu không? Vợ mày nó kêu mày ly dị cho rồi. Mày một ai mày dây dưa hoài. Ly dị đi. Hiểu không? Còn tao với vợ đó là chuyện của tao. Còn tao mèo mãi gà đồng là chuyện của tao, mày hiểu không? Đúng rồi. Đang là đau thương mình. Thì mình thôi đi. Mình ly dị cho rồi. Mặt mới cứ ở chung hoài, mẹ mày cực khổ không? Lúc nào mày cũng suy nghĩ là vợ mình sao sao? Cực không? Hả? Cực. Cực hay không cực, đó là tôi chấp nhận. Nhưng đây là vợ của tôi, anh không có quyền như vậy. Không có thằng đàn ông nào mà chấp nhận cái kiểu như vậy được á. Nè, mày, tao nói cho mày biết nha. Mày đừng có tưởng mày là chồng của Huệ, mày muốn nói gì nói nha. Tao nói cho biết nè. Mày á, là chồng Huệ, nhưng mà mày á cũng là mang đôi dép cũ của tao thôi, hiểu không? Anh hiểu không? Anh nói vậy là sao? Trời, nói vậy mà cũng không hiểu nữa. Sao mày ngu quá vậy? Mày động não chút đi. Có nghĩa là Huệ trước khi là vợ của mày, Huệ đang cũ với tao rồi, hiểu chưa? Đến với mày chẳng qua là che lấp thôi. Dạ, có thật là như vậy không? Thì người ta nói làm sao nó là vậy đó. Sao anh hay hỏi quá à? Tóm lại là bây giờ cô ấy không thương mày, không yêu mày, lấy mày làm bức bình phong thôi. Đi vậy đi. Nói cái gì? À, mày là vợ của tao mà. Anh làm gì vậy hả? Anh tính giết người ta hả? Hả? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi kêu ly dị đi, anh không chịu là tại vì tôi không yêu anh. Tôi sống với anh tôi không có một chút cảm giác nào hết, anh biết không? Tôi kêu ly dị đi tại sao anh không nghe? Rồi bây giờ anh đòi giết người ta hả? Anh dám đụng vô tới anh không? Hả? Tại sao tôi nói anh bao nhiêu lần anh không nghe? Cái đầu anh để ở đâu? Anh phải hiểu chứ. Tôi không muốn sống với anh. Sống với anh tôi không hạnh phúc. Tôi muốn có tiền, tôi muốn có một cuộc sống thoải mái. Chứ tôi không muốn sống trong một cái căn nhà mà đi chỉ có 3 bước là hết nha. Anh có hiểu không? Anh có cái đầu không? Hả? Có cái đầu không? Nghĩa là em nói sao? Em muốn ly dị đúng không? Tôi muốn ly dị. Ly dị nè. 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 Ly dị nè.
buồn quá mà. Tôi khóc thương cho bà mà. Tôi nhiễu cho bà hết hai giọt nước mắt rưỡi đó, bà biết chưa? Ba ba giọt cái nè. Trời ơi, tao thương cảm. Con này dễ sợ quá trời đi, bà đi bà. Quá trời luôn á. Lún lẹo, đồ lật lẩu. Đồ lung linh. Cái đồ lý lắc. Lung linh mày, lung linh nè. Lý lắc là mày á. Không có đâu, mình nghĩ với Lý lắc. Đúng rồi. Mọi chuyện không phải như vậy đâu, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Oan ức quá mà. À chỗ nào? Hả? Quan cái là... gì mà quan? Trời bà ơi. Bà dám mở miệng mà nói quan nữa hả? Bà tin không? Bà nói quan một tiếng nghe tôi sáng mà một cái bạc tai nha, là cái mặt bà tan quan như cái mặt bàn đó. Rồi. Thưa Diêm Đế, mọi người bác nhau thế này, gặp ả thì ả cũng không nhận tội. Đọc cáo trạng tội như thế nào xử như thế đấy, thưa Diêm Chúa. Được, đọc đi. Tuân lệnh. Nghe cáo trạng nè. Tỷ Huệ. Dạ có thể. Tỷ Huệ là tên của phạm nhân bị chồng giết chết vì ghen tức. Giữ lòng chung thủy, cứ đi mèo má gà đồng suốt ngày, giao du với trại thành. Cho em đọc, cho em đọc với. Làm vợ mà chẳng kinh truyền, không mà giữ đạo tàu khang. Mà sai lầm mà sưu tầm trai tân nên mới ra nông nổi. Lại tham phong phụ bằng đúng là người hết chỗ về. Cấm sự lại chẳng lo mãi lắm gia đình. Diêm Dương cái bài Phụng Hoàng nó mùi ghê hay lắm, bài Phụng Hoàng hay lắm. Hồi nhỏ đó, hồi 1 tuổi là con mê cải lương rồi. Đúng rồi, hồi 1 tuổi rưỡi thôi nha là con đóng vai thần nữ không đó. Trời ơi, biết rồi. Nhưng mà để làm cáo trạng bà hay quá. Tôi đóng vàng Lê Quê không à. Dạ, còn tôi đóng củ khoai mì đó. Cho hai người dân đó. Vừa lòng chứ. Dạ, tôi cái cáo trạng. Trả giùm tôi cái cáo trạng. Trời ơi. Biết là mấy người cướp hết tất cả những cái gì mà bổn phận tôi phải làm à. Mày muốn đọc đọc bình thường đi, đừng có ca hát vô, nó đánh động cái tinh thần mà văn nghệ của mọi người. Đúng không rồi. Dám đâu, đây là một vụ án quan trọng, nhất là nói về tình nghĩa vợ chồng. Đó là một cái thứ tình cảm thiêng liêng nhất của con người. Mà ta đối xử vậy, tôi muốn làm vậy thì tôi khiêu gợi hết tất cả tình cảm của mọi người. À, dạ, dạ. Khiêu gọi chứ khiêu gợi gì? Xin lỗi thằng nói lẹo. Khiêu gọi tình cảm của mọi người để mà lên án cái hành động giả tâm của bọn ta. Đúng vậy. À kia. Rõ gì đó. Mày nhận tội hay không? Dạ lẽ ra là con không có nhận tội đâu. Mà tự nhiên hát cái lương chi nó mùi quá nên cô không có chịu. Mùi được. Chỗ nào? Tao hát mùi chỗ nào? Hả? Mùi là mùi mẫn Diêm Hậu ơi, chứ không phải mùi thơm mùi thúi. Dạ. Tao hát không có mùi.
mùi mẫn luôn. Ta hát đầm hơi muốn chết mà mùi thì chỗ nào. Thì tất cả mọi người đều mùi, một mình Diên Hậu là không mùi thôi. Không công nhận nha, tụi bà không có tài cán gì hết trơn luôn. Bởi vì ta kêu Diên Hậu là một bông hoa có sắc mà không có hương. Thiếp có hương không chàng? Thấy chưa? Thấy Diên xã ta nhận định ta rất là thơm. Dạ nó nghe này, gia đình xong chưa vợ? Sao? Xử đi. Xử hả? Ngươi dạ. để cho con nhận tội cái nè. Tại sao ngươi lại đối xử với chồng ngươi như vậy? Ngươi có biết tình yêu là gì không chứ? Biết chứ, nhưng mà hả, con nói thiệt nha. Tại vì á, Diêm Hậu á, lấy được một người chồng quyền cao chức trọng, tiền bạc lúc nào cũng có sẵn, cho nên Diêm Hậu mới vậy. Diêm Hậu thử lấy một người chồng như con coi. Trời ơi, tiền bạc không có bao nhiêu, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, đi làm một tuần mới về một lần. Rồi sao? Một tuần mới về một lần rồi, trong thời gian đó ngươi làm cái gì? Ở nhà đi chơi, rảnh mà, đâu có làm gì đâu, ở nhà đi chơi với chúng bạn. Vậy lúc rảnh đi chơi có ai xúi á, nhà ngươi ly dị chồng không? Dạ có. Có làm theo không? Thì đó, xúi ly dị mà đâu có ly dị đâu, phải không? Xúi ly dị. À vậy đó hả? Dạ. Xúi ly dị nhưng mà có đòi cưới ngươi không? Dạ không, nó xúi ly dị chứ nó đâu đó, có. Đó thì bởi vậy, đâu. Nó phá nát thôi hà, chứ nó không có xây vô đâu, hiểu chưa? Thôi đi, con người của ngươi lúc nào cũng tham phú phụ bần. Ngươi không biết yêu là gì cho nên ngươi không có chấp nhận được hoàn cảnh. Không cùng nhau xây đắp một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Tình yêu là gì? Yêu là chết ở trong lòng một em. Vì mấy khi yêu mà chắc được tôi đã cảnh báo với bà rồi bà bạn ơi, tôi nói con quỷ trâu điên kia nó muốn giật chồng bà mấy lần rồi. Tôi biết rồi. Trời ơi, bà biết bà điên vậy đó hả? Tại nó lì quá mà. Ai không có cái ý đó đâu, bị gì tự nhiên cái xà qua ôm, ai ôm là nhận à, ôm là nhận à. Trời, gia đình xong chưa? Xong rồi. Rồi. Nghe ta xử tiếp đây. Đáng đời lắm kẻ ngoại tình trơ trẽn. Ngủ với chồng mà mơ tưởng tới trai. Chết đi, không làm khổ ai. Đây là bài học cho những người dâm phụ. Đây quá mà dâm phụ. Trời ơi, con nói thiệt cho con, sống con không có cần tình yêu. Con chỉ cần vui chơi, thoải mái, có tiền, có bạc để xài là được rồi. Trời yêu là cái gì mà con nói thiệt nha. Bây giờ ví dụ như lấy nhau, không yêu nhau, không thích nhau nữa thì ly dị. Chứ mắc cái gì mà phải đi giết con vậy? Ngươi muốn biết đúng không? Được, ta sẽ triệu một người này xuống để ngươi đối chất. Hắc bạch vô thường. Dạ. Cho triệu hồn của chồng của ả xuống đây cho ta. Dạ. Sao giết được người trong mộng? Trời đất ơi! Để trả thù duyên kiếp u ám. Giết người trong mộng hay giữ người trong mộng? Giết người trong mộng hay giữ người mộng mơ? Đủ chưa? Ôi, cuối cùng anh cũng gặp em rồi. Anh im đi. Tôi nghe cái bài này anh hát, anh nghe đó tôi mệt lắm, anh biết không, tôi nhũng não rồi. Anh thấy được em mà anh mừng quá. Mừng cái gì mà mừng? Sao anh không chết đi? Anh chết đi, anh đi xuống dưới Diêm Vương cho người ta xử cái tội của anh. Hả? Tại sao vậy, cái đồ sát nhân máu lạnh ngắt. Trời ơi, anh giết em rồi, anh hối hận lắm. Hãy tha thứ cho Nhân Huệ. Tôi không cần anh phải xin lỗi tôi. Tôi chỉ cần được sống, tôi muốn được sống mà. Trời ơi, trời ơi, cái tay này, chính bàn tay này đã đâm vào trái tim của em làm cho em chết. Tại sao?
Tại sao lúc đó tôi không đâm vào trái tim tôi để tôi tự chết? Đúng rồi đó, sao lúc đó anh không chết đi để anh xuống dưới đây nè, người ta xử anh. Chứ có đâu anh để cho tôi chết vậy. Không, anh cũng muốn chết lắm, nhưng anh không thể nào chết được, bởi vì anh phải vô tù rồi. Anh không cơ hội để chết, anh có hiểu không? Tôi nói cho anh nghe, cái chuyện của tôi làm tôi đã phải trả giá rồi ha. Còn anh á, anh phải trả giá cho cái tội lỗi của anh. Anh có biết không, anh cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cái chuyện này nè. Huệ ơi, anh thương em thật sự mà. Thương cái gì? Anh đâu có muốn giết em đâu Huệ. Nhưng anh đã giết rồi. Em đâu không thương anh, vậy thì sao cưới anh làm cái gì? Nè, bây giờ ở đây tôi nói cho anh nghe luôn, biết lý do tại sao tôi phải lấy anh không? Tại sao? Là tại vì lúc đó vợ của anh Khánh đã nghi ngờ tôi với anh Khánh ngoại tình với nhau, cho nên là tôi buộc tôi phải lấy anh làm chồng để chứng minh cho vợ của anh Khánh thấy rằng tôi và anh Khánh không có chuyện gì với nhau. Anh chỉ là vật thế thân thôi, anh biết không? Cái gì? Trời ơi! Thế từ trước đến giờ tôi chỉ là vật thế thân, là bất bình bọn cho em hay sao? Đúng rồi, anh chỉ là một con búp bê của tôi thôi. Ơi, tôi chỉ là búp bê của em thôi sao? Trời ơi, ước gì anh cũng được chết như em. Ủa, anh tưởng chết là xong hả? Đúng rồi, chết chưa, là hết rồi mà. Không có, chưa hết. Tôi còn đang bị xử cái tội ngoại tình nè. Cái gì? Ai xử em? Diêm Vương với ai? Đâu? Sao lưng ngươi nè, cả rừng. Mày sao lưng nè, cả rừng luôn á. Nãy giờ hả, thoại xuất sắc hay luôn đó. Hay quá, hay quá, hay. Một cái lớp kịch đầy kịch tính. Ờ, nhập ra dễ sợ. Diễn máu lửa. Lâm ly bi đá. Cái chỗ hồi nãy đó ha, bà mà sáng như mặt nó một bạc tai nó coi như là đẩy cao trào tới nóc luôn. Được rồi, Chú Ngục. Dạ. Trả hồn con về Dương Gian đi. Thôi, tao trả hồn người về Dương Gian nghe chưa. Trời ơi, ông đi rồi, sao ông lỡ rồi trả luôn hồn con về chở đi. Không rảnh hả, quỳ xuống, nghe chồng ta phán tội đây. Quá thì Huệ. Dạ. Người ta thấy chồng ngươi bị trừng phạt như thế nào rồi chưa? Người hối hận hay người hả hê? Đàn bà mà độc ác, nham hiểm nhất. Chắc bây giờ ngươi đang hả hê lắm chứ gì. Nè ông phán quan, ông nói cũng cho rõ ràng. Tự nhiên nói đàn bà mà không quơ đũa cả nắm đâu có được. Đàn bà cũng có nhiều người, người ta rất là tốt, rất đảm đang. Đừng có nói như vậy. Có câu vô độc bất trượng phu, thiết nghĩ trượng phu nào cũng có độc hay sao? Ôi trời, đàn ông cũng độc, đàn bà cũng độc. Chỉ có của đàn này là ít độc thôi. Đàn gì? Trời, đàn trâu. Đàn trâu là ít độc thôi chứ có gì đâu. Trả lời đi, người hả hê hay người hối hận hả thị Huệ? Dạ thưa con hối hận. Ừ. Anh Dũng anh tốt với con như vậy, anh thương con như vậy, vậy mà con đã gián tiếp để làm cho anh trở thành một kẻ sát nhân. Con đáng bị trừng phạt mà. Được, nghe ta phán đây. Thị Huệ, người chết oan ức là vì bản thân ngươi gây ra tội. Ngoại tình là một hành vi xấu xa. Ta phán ngươi đầu thai thành con sam. Sau 1000 kiếp, sam mới đầu thai lại thành người. Đúng rồi, phải cho ả thành con sam để cho ả biết thế nào là lòng chung thủy. Con sam, ngươi có hiểu không? Quá thành Sam là như thế nào? Con Sam là loài vật rất chung thủy, chồng đâu vợ đó. Cho nên ngươi phải biến thành con Sam để thể hiện lòng chung thủy. Người ta thường gọi dính như Sam là nghĩa đó. Sao, ngươi có phục không? Dạ thưa con phục. Con sẽ cố gắng trải qua hết 1000 kiếp Sam
con sẽ được trở lại làm một con người. Lúc đó con sẽ trở thành một người vợ thật là chung thủy. Tốt. Chúa Ngục, giải ả đi, chờ ngài quá kiếp. Con lệnh.